Xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, các chú ạ, hiện tại đứng bên cạnh em Tuyên đây chính là em Xá. Và đang đứng ở trên cái con đường mà chuẩn bị tương lai chúng ta sẽ đổ bê tông. Ngày hôm nay thì các chú thấy là bà con cũng đang được một lời mời, gọi là một cái bữa cơm cảm ơn. Vì trong cái ngày hôm qua thì Xá thề đây cũng rất là tất bật. Em Tuyên cũng muốn uống rượu với Xá với thề, nhưng mà hôm qua quá là bận vì phải giúp nhà anh Lúa làm cỗ. Mà ngày hôm qua thì thời tiết nó không ủng hộ nhỉ. Đẹp như ngày hôm nay tốt nhỉ. Ngày hôm qua hơi mưa trơn, nhưng mà em Tuyên thấy Xá bảo là một bữa cỗ to, rất là to. To mà. Vì trên thôn Sán Xề Lủng em cho, có nói là mời hết luôn. Mời hết luôn. Anh Lúa là cũng quen biết, cũng tương đối là rộng và mời hết luôn. Ở cạo Sô Vĩ. Cả Sơn Vĩ, cả Xin Cái nữa. Thế thì cho bảo là mời hết luôn, nhưng mà hôm qua thấy là các cô chú đấy một bữa cỗ nó đơn giản lắm. Mà là ấm áp tình người. Đấy, thì em Tuyên cũng uống được vài ly rượu, mà rượu của bà con rất là nặng mọi người ạ. Cũng hơi say say. Đấy thì cũng rất là vui khi cái tình cảm của bà con dành cho mình rất là nhiều. Và thứ hai là cũng chúc mừng gia đình Lúa là cô gái đã đi lấy chồng. Bây giờ làm đường thì các cô chú sẽ không thấy em Mỉ nữa rồi. Mỉ đã đi lấy chồng rồi các cô chú ạ. Mỉ bây giờ đã ở trên Tỉa Chí Đùa rồi, không còn là Mỉ Đế Chia nữa. Bây giờ thì Mỉ Đế Chia chỉ còn một Mỉ thôi cô chú. Mỉ sẽ là Mỉ nhà anh Thà. Và hôm nay thì có Xá với có thể đây thì sẽ cùng anh vào nói chuyện với nhà anh Thà một chút xíu. Vì nhà anh Thà là có một cái tin vui nhá. Một cái tin vui rất là to, anh nghĩ là rất là to. Thì bây giờ anh với em cùng nhau đi vào đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Bà con cũng đã đập giải đá như này đi. Sẽ là đổ lên đường nhà chú Sử đây. Đổ đến từng nhà một chứ không phải là không nhá, đúng không? Chỗ này chú Sử để nghiêng nghiêng như này á. Để nghiêng nghiêng như này nó chẳng lúc để xe máy chẳng khó à? Không, nó phải đổ luôn hết chỗ này. Đổ hết chỗ này, nhưng mà có nghĩa đổ nghiêng nghiêng như này hay đổ bằng bằng? Đổ nghiêng nghiêng thôi. Nghiêng nghiêng cho rúc nước đi để. Luôn nó chảy rồi. Ok, tùy gia đình. Đến từng gia đình là được rồi đúng không? Nhà chú Sử đây này cũng đang rất là bận, chưa tổng kết được nhá. Em Tuyên chưa tổng kết được, nhà chú Sử bị âm tiền cô chú nhá. Em Tuyên xin thông báo cô chú là như vậy. Xây nhà to quá âm tiền. Em Tuyên cũng đang rất là đau đầu đây. Anh Thà nhá. Anh Thà Ua Chì đây. Sửa mái à? Hỏng ra. Gãy rồi. Bị gãy à? Đấy cô chú xem này. Nhà thì cũng bị gãy, đang sửa đây. Lại sửa bằng những cái dây chun thôi cô chú ạ. Lấy dây thòng bừa thôi. Dây thừng buộc thôi. Nhà anh Thà nói chung thật sự cô chú rất là khó khăn. Để mà nói ra thì rất là khó khăn, nhưng mà cũng vướng vào cái vòng vay. Vay được trước là không phải là vay vay chơi mà vay tiền lấy vợ cho con đấy. Trả mãi chưa hết đấy. Anh ấy sửa cái gì đây? Chỗ này đứng không đứng được cơ Xá. Khó quá chị. Đâu thể đứng mang đây anh nhìn cho cô chú xem đang sửa cái gì này. Buộc đây này, lấy cái dây chun buộc cho cô chú này. Nhà thì đây mái này, cái tấm bờ lô trên là được trước các cô chú cho nhá. Bây giờ thộng hết rồi, thộng hết rồi. Tết nhất đến nơi rồi mà nhà thì rất là khổ. Kính cày. Thôi. Đi vào nhà thôi. Thề vào đi. Để anh quay cho. Khách mời. Nhà bẩn quá. Vâng, chào Niến nhá. Liệu nó mỏ à? Nó cháo à? Đây nó cháo rồi. Đó cá lợi rồi. Ở đây đang nó ăn cháo đấy. Ốm à? Hay sao ạ? Sao? Bị hen á? Ho. Bị ho chứ. Đang ngồi nấu cắm lợn này. Bị ho là cũng kiểu là bà con cứ ngủ ở cạnh cái bếp ấy. Đúng không? Anh đã bảo rồi, bà con cứ ở cạnh bếp rồi hít cái khói vào thì nó sẽ bị ho thôi. Đấy thì bảo anh Thà ngồi đi, anh em mình nói chuyện tí nhỉ? Dạo thì dạo thả lỏng anh Thà. Đây anh Thà bên này cả Thề nữa, cả Xá đấy. Thề thì có thể mở ra cái cửa đấy. Nhấc cái cửa ra còn ra rất là khó đấy. Rồi chú xem này.
Nhà này rất là chật hẹp. Mọ tả cho nó chỉ ít xíu. Phải cố gắng lắm. Ít xíu không có thích tả. Cá thích tả được đủ. Cho chết xuống chút. Này nhà chỉ mua chết xuống, mua chết xuống. Thế xuống toàn. Thì đây thề với xá hỏi hộ anh Thà chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Wow. Ngày cận Tết rồi, không biết là anh ấy chuẩn bị Tết đâu rồi. Tiền xong chỉ trụ oi vừa tàu thì nó chết thì tàu đi trả. Chỉ một chia cho chị tàu đó, sợ cháu trả sợ nhẹ thôi. Chỉ một chia luôn này. Wow. Em anh Thà nó bảo xá để tế rồi nó không có tiền nó chung cái gì. Thì anh cũng nghe từ chỉ mua tiền là chỉ vua thì anh biết là đúng không có tiền là không mua được gì đấy đúng không? À, thế thì hôm trước ấy anh em mình vào nói chuyện đấy cả thề cả xá đấy. Thì hôm trước là còn nói chuyện là anh Thà thì cũng vì cố cưới lấy vợ cho con nên là vay lãi. Đúng không? Thì bây giờ hôm trước là gia đình đã vay bao nhiêu còn trả bao nhiêu nhỉ? Hôm đấy là mình còn bao nhiêu nhỉ? Thì anh Thà còn bao nhiêu nữa nhỉ? Em thử hỏi lại nào. Cho tiết giải anh nhé, giải ta nó thể thể hàng đầu cho anh đâu. Chỉ trong giải chưa tao thể nữa nè. Mà nhà thể chung không chưa tròn ra thể rồi tao. Chúng ta đâu? Nhận có tính ra thế nữa. Bây còn bao nhiêu nữa? Chùa hàng tàu kìa. Chùa lỗ chỗ chỗ đó. 40 triệu. Còn 40 triệu nữa là hết. Vâng. Đẹp lâu chỗ mà tàn thoa xí mụn. Tà đấy gì? Lâu chỗ chỗ nữa là tà đấy. Lâu chỗ chỗ mà chí mụn à? Lâu 40 triệu thì hết luôn, không có cái gì. Không còn lại nữa. Thế thì đợt trước là mình có vay 30 triệu rồi đúng không? Vâng. Đúng không nhỉ? Em hỏi lại nào. Thọ giá hàng tàu. ba mươi triệu. Thế vay đến thời điểm này anh Thà đã trả hết cho người ta khoảng bao nhiêu tiền này? Anh quên rồi. Thế là cho lị thế tám đồng. Cho lị thế tuyết thế là cậu ô chỗ ô cậu ô chỗ lị luôn. Ôi rồi thì tôi cho bên mà đi tả cho bên này. Cho mà có trả từ trước đến giờ ấy. Dạ hết cái tiền vay có tiền lãi thôi. À có nghĩa là trước là giả hết 40 triệu, 30 triệu tiền vay rồi. Thế bây giờ lãi lên là 40 triệu. Là chưa trả được đồng lãi nào. Chưa cho chỉ tao thẻ. Hay như nào? Chưa cho. Anh chưa hiểu lắm này. Chờ thế nó là chia tầm một chưa mà còn có bốn mươi triệu thì nó cho có tiền nó cho giả. Thế 40 triệu này bây giờ cứ để đấy có lãi lên không? Lãi sẽ trộn nha này, cho mua lị là chứ mua này. Mua này nè. Có. Vẫn lãi lên. Thế là đợt trước trả được 30 triệu tiền vay này. Còn 40 triệu này tiền lãi đúng không? Đúng. Thế là từ trước bây giờ trả được hơn 30 triệu đó cái gì? Hay là đợt trước nghe nói là hơn 100 cơ mà? Thỏ giải kể trả cho tía mua lị lô tả hô thì thể tả hôn tao lại. Mà nên đi gần để cho yếu tố sau cái này có chỗ đi ạ. Nhiều tiền đấy, anh đang thấy nói nhiều đấy. Nó vay 30 triệu mà tiền vay ấy. Bây giờ nó trả hé là 54 triệu. 54 triệu rồi. Mà bây giờ có 20 triệu đấy. 20 triệu ở số ví ấy. 30 triệu tiền vay ở dân ví gì? Vay số ví dây vay lại dân tộc tài. Dân tộc tài. Lãi cao đấy nhỉ? Cao á. Thế là bây giờ tổng nhà anh Thà là còn nợ bao nhiêu tiền? Tá hôn thì nếu chua mua ăn tao. Nói chốt đúng một câu. Nếu
Trả kia à? Lì kia nó mang. Trả nếu còn nợ bao tiền để trả. Hay ô cho thẻ trả thì cho chỉ cho thẻ mà hay không cho thuế không tiền mà. Chứ không phải là nhá, không phải hỏi là bên Tày là nợ 25 triệu, còn bên lại Mông lại nợ 20 triệu nữa. Mới là tổng tất tật đấy, tà hu ấy. Tà hu nếu cho chia giải rồi thì chua hàng đó chỗ. Nợ hàng đầu tiền. Tà hu mà trả kia. Hay ở đi cũng cái tốt lộc cái tí thì mà chú cái tao 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 cái tao chỗ 44 à 66 sao nhiều thế chưa trai ạ 40 triệu à thế là hai chỗ gì hai chỗ trời ơi đấy thì anh là muốn hỏi là sau đợt đấy vay 30 triệu vay một chỗ thế mà sau lại vay bên lãi đâu nhiều thế đầu trước vay nhà kia thì bây giờ vay ở mình 30 triệu chạm nhà ta ấy. Ví dụ là như này, ví dụ như anh Thà là vay cho ông Thề này, xong rồi lại không có tiền trả ông Thề. Thề lấy, Thề bây giờ Thề bỏ anh Thà trả tiền cho Thề, thì mà Thề anh Thà không có tiền thì anh Thà vào vay em. Trả cho anh Thề Thái. Thì bây giờ quật lấy quật Thề vì có 20 triệu ạ. Của em thì có 40 triệu. Đây kiểu đấy gì? Kiểu đấy. Nó mới hiểu. Rồi, đấy có là chưa có tiền nên phải vay ông khác, phải đập vào ông này cái gì? Đúng rồi. Thế bây giờ tà chỗ hai chỗ là hơn 60 triệu. Nghĩa là 6 mấy nhỉ? 66. Đó rồi. Ôi, cho cháu cháu cái chỗ tôi tốn là cái gì? Có tiền đi chỉ chú à? Rồi, để tôi chú cái chỗ mà sao? Bây giờ vợ thà nó bảo có hai tháng này chứ còn nó không được lấy không lên lãi thì được lên lãi thì thôi nhưng mà mình có xin sao? Mình xin người ta là không lên lãi chưa ông của ta hải là có lãi bây giờ mình phải xin chứ bây giờ mình đã không có tiền rồi mình đã trả cho người ta như thế rồi bây giờ mà không xin nó cứ lãi lên này có một lại lên 100 triệu luôn ngay á nhà chị ông một thô là đi buồn chạy lì lại giờ chị phim chạy lì mà ha chôn tàu thôi đấy đây mà đây tìm ông hai này mà đây cho nên chị cho chị tao ôn thì à chị cái tao cái ô lô lì nà thì ông một cái số ô hai cái nhá cái thẻ cái khó cho nó trả cho mà lúc tiền thì còn chỉ còn tiền bọc mà sao đây là gì rồi Nghẹn nước mắt ở đây nhiều. Có thì. Sao? Nó bảo đủ một tháng dạ lua thì nó không lên lãi. Cả đủ tháng thì không có tiền trả thì nó lên lãi. Bây giờ vay hai chỗ đúng không? Thế chỗ bên xin cái, bên người Tày kia là 25 à? Không, vay cho nhà đầu trước đi mua cái máy sắp bò đá máy. Chỗ đấy á? Thằng này á. Xa thế? Chỗ sắp bò đá thì đi thuyền đi lên cũng xa đấy, anh Thà đi vay xa nhỉ? Thế vay chỗ đấy là còn bao nhiêu tiền? 225 à? Nên thì kinh xanh chua nọc tiền. Chua kiến năng cao chỗ. 20. Thế còn ở chỗ bên này thì bao nhiêu? Nhi chua sáng thì chua đâu mà. Sáng thì mà chua kiến bóng cháu cháu chỗ mà. Hai giờ anh đi à, chạy cái ô lô gì chỉ thế là thế này, số lão đi thâu u tí là tiền, mình chạy đi tiền, cái mà mua chạy cái mà thế này lão, tí một chạy cái mà có mà dù có thể dù cái này mà dù chỉ bảo hai cái mình, nên đi mình tao thì tốt mua nó, chỉ giờ anh chỉ muốn mua à, cái dù tôi xe chỉ tao cao bữa xe mua dù cái này bỏ bê tan luôn, hà tôi xí. Bây giờ còn hai. 46 triệu thì có còn 2 tháng này nó chưa tính. Đấy là chưa tính 2 tháng này, còn được trước tính. Thế thì gia đình không đến chốt được sổ là bây giờ không có tiền trả rồi thì thôi đừng tính lãi nữa để mình cố gắng kiếm tiền. Ví dụ như bây giờ bảo là đến 40 triệu rồi. Thì bảo thôi bây giờ xin chỗ đấy là bây giờ không có tiền nữa rồi thì mình sẽ chốt sổ là 40 triệu, thôi trả nốt 40 triệu là hết nợ ấy. Vì là bây giờ không có tiền, nghèo lắm rồi, bây giờ trả hết ấy rồi thì xin người ta là không có lãi nữa, không xin được à? Giao cho mùa hồng, hay là... Em hiểu không? Xá hiểu không? Thầy hiểu không? Rồi mà. Có nghĩa như bọn anh ấy, bọn anh lắm lúc ở bên ngoài bọn anh cũng có chỗ vay nặng lãi. vay trộm nhá. Đó, vay cũng vay lãi nhưng mà không trả được ấy. Về sau thì xin là, đợt trước là vay 30 triệu, mình trả 30 triệu tiền lãi rồi. 30 triệu từ gốc rồi nhưng mà mình lại bị lãi lên ấy. Thì
thì nó sẽ bị nhân lên, trả 30 triệu rồi xong rồi còn tầm 20 triệu tiền lãi, nhưng mà mình không có tiền trả nữa rồi. Thì mình xin phép là khóa cái sổ 20 triệu này vào, còn nợ 20 triệu thôi, trả nốt 20 triệu là xong. Còn 1-2 tháng này thì coi như không tính. Đấy đấy, kiểu đấy đấy. Có xin được người ta như thế không? Dạ cho ông thọ ta chứ. Dạ thế cháu có bác cháu mà cho có hào, có bác cháu mà chỉ số là dạy lị có chân có thể bác cháu có ta thế lì. Không muốn tuyến như hài là dùng mũi dạy dùng một thô tao cho tao. Ông cũng biết hài mà thì chờ. Thì chị đi xí con thiết mũi mà. Giờ giờ thay con gió thay xe chị. Giờ giờ thì ông lúc thì thay con cho chị thay này chứ. Mình thay con dạy tuôn là. Thì để một tháng nó không à, một tháng để tháng thì nó chạm một tí thì không nó không le thì để là sang 2 tháng thì nó không chạm thì lên. Thế cái chỗ 20 triệu bên kia là bây giờ họ có tính lại nữa không hay là hết rồi? Nếu này họ chỗ tính lại là chỉ tính lại 20 triệu nó không tính lãi rồi. Đấy, đấy là người ta lấy lãi nhiều rồi, người ta không tính nữa đúng không? Nó không, nó bảo chỉ lấy 20 triệu không. Ừ. Thế còn chỗ 40 triệu này vẫn tính lãi? Thế giải quyết chỗ 40 triệu này. Tổng là 66 à? 66. Chỗ kia 20, chỗ này còn 46 à? Ừ, có 2 tháng thế thì tính nó bảo 66 triệu. Không, bây giờ thì mình phải xin chứ. Bảo bây giờ thôi tính, tôi không còn tiền rồi, tôi nghèo lắm rồi. Bây giờ tôi trả 40 triệu thì khóa cho tôi không còn nữa, cho 6 triệu lãi thì tôi xin đi. Tôi làm gì còn tiền nữa hiểu không? Ông muốn đòi tôi chịu ấy. Dạ này giờ thì giờ thì ở thể chứ bao giờ trộm mà thể bao giờ trộm cho chỗ trộm trộm ấy thôi thì chỉ có thể là. Anh Thà nó bảo nó không đồng ý, nó chỉ giảm hết cho 1 triệu, 2 triệu thôi. Nó chỉ giảm giá đùa 2 triệu, 1 triệu thôi. Nó họ chỉ đồng ý giảm 1, 2 triệu thôi. Thế thì anh Thà như này mãi không trả hết nợ luôn. Đúng rồi. Thế anh Thà có tính đến bán đất để trả nợ cho người ta không? Dạ, bố mua ATM mua một thẻ thì không ta. Mẹ sẽ chỉ mua hết nữa đâu. Nó bảo được thì còn một tí bế thôi. Trồng hai cân ngô đấy thì nó không bán. Cũng không bán được. Bán đi thì bán đất đi coi như sau này đi ăn mày luôn. Vâng. Không có ngô thì ăn mày luôn. Đúng không? Đúng. Không có đất thì trồng ngô thì ăn mày luôn đúng không? Đúng. Nên là thôi, đừng nghĩ em chỉ hỏi thế thôi. Chứ không bây giờ không có đất rồi mà bán đi phát này sau này thì không có trồng ngô nữa thì chỉ có ăn mày luôn. Đó. Ừ. Thì bây giờ thề với xá nói này, bây giờ cái khoản 20 triệu không lại nữa, ok thì tạm gác để đấy đã. Còn cái khoản 46 triệu này thì bây giờ anh Thà nhá, thông báo cho anh Thà như này thì có vợ ở đây, tí nữa vợ vào thì sẽ thông báo cho vợ sau, vợ sẽ biết sau. Có cô Đinh Hương, thề nghe cô Đinh Hương quen không? Cô Đinh Hương tặng cho em bao tiền biết không? 2 lần đấy. Một lần 20 rồi, một lần cửa nữa. Một lần cửa 15 á, 30 hơi 30 mà. Đó, cô Đinh Hương có tặng cho anh Thà là 25 triệu. Để trả nợ. Thì bây giờ phải như này. Anh Thà sẽ có nhiệm vụ đi nói chuyện với cái chỗ vay lãi kia. Tại sao anh phải hỏi rõ chỗ nào là còn lãi, chỗ nào còn không còn lãi. Chỗ nào người ta không lấy lãi nữa, khóa như 20 triệu kia ok. Thì mình xin, mình cảm ơn. Sau này có tiền mình sẽ trả nốt 20 triệu thôi. Còn những cái chỗ 40 triệu này bây giờ người ta vẫn còn lãi. Bây giờ thì sẽ để cho anh Thà sẽ làm một cái công việc như này. Anh Thà sẽ có nhiệm vụ đi ra hỏi chỗ vay nặng lãi đó. Bây giờ xin người ta. Và bây giờ thì thực sự với gia đình là cũng không còn tiền rồi. Được các cô chú hỗ trợ cho được 25 triệu. Nếu mà xin xuống được không lãi nữa thì mình cố gắng trả hết. Không. Dạ ông hay khóc lóc cho chỗ thì. Ông hay khóc lóc cho chỗ chỉ mua lì. Chỉ mua lì mà. Nhà là mua tàu này gạo chỉ chỗ thôi mà nét ua rào thế thì nét cũng thể có tà à. Nhà tiền mua lấy mà nó. Bây giờ như này, bây giờ cô Đinh Hương cô chỉ
giúp được 25 triệu thôi. Không thể giảm hết, giúp hết được. Mà giờ tăng khó bắt chọc chọc tàu hơi. Như chính chế kia mà thẻ tà kẻ bắt chọc chọc. Mà sẽ không mà chào. Bây giờ mình bảo là bây giờ nếu mà anh mà không đồng ý là em không trả tiền nữa đâu, em không có tiền nữa đâu. Đúng không? Chỉ một tiền. Chỉ một tiền rồi. Và bây giờ là em chỉ có bằng này tiền. Bây giờ thôi anh không tính lãi hộ em nữa. Có nghĩa là ngày trước anh đã lãi quá đủ rồi. Bây giờ thì em nghèo lắm rồi. Em không trả được lãi nữa thì bây giờ còn 46 triệu thì bây giờ anh sẽ coi như là ví dụ, còn, anh tính còn 40 đi. Không lãi nữa. Em trả nốt anh 40 triệu là xong. Và bây giờ em trả trước anh 25 triệu. Còn 15 triệu thì 1-2 tháng nữa em đi làm em trả nốt. Đừng lãi nữa. Hiểu không? Thật sai không? Đấy kiểu đấy. Thì bây giờ thì em mới có tiền trả anh chứ còn bây giờ bảo nếu mà anh cứ để đấy mà cứ lãi như thế thì em không bao giờ có tiền trả anh nữa. Ông hãy gặp đó cho chọn đi. Hãy có chỉ số một lý mà ông muốn giờ là ba thằng này có chỉ cho đây là mà ông dùng không một đó thế ông này có số một lý. Một lý thôi mà. Một lý thôi mà thế. Tiền này cậu à chỉ cho cái vấn đề mà ông ta đi trong một tao cậu chỉ cho mà ông ta dùng thẻ dùng rồi mà. Số cậu thẻ. Không mà sao chỉ giấy lý. Không mà sao giấy lý. Giờ chuyển giấy lý mà tiền chỉ một chiếc thẻ. Sao em bảo bà em bảo như nào? Em bảo thì nó thà nó đi hỏ 40 triệu thì nó không đường lấy thì dạ hết hay là 40 triệu ở 25 triệu trước thì còn 15 triệu để trả sau. 15 triệu dạ sau. Mà 15 triệu không có lãi cơ. Đi bảo thì nó đồng ý thì mình trả luôn. Nó đồng ý thì mình trả, nó không đồng ý thì bỏ không có tiền trả. Chạy đây. Bây giờ nhá. Cậu chỉ trồng sao mà không mua lì, giờ chỉ mua lì mà tiệt chỉ mua tiền hết thẻ. Bây giờ thế này, bảo anh Thà với hai vợ chồng này, thì hai vợ chồng sẽ đi nói chuyện với chỗ lãi kia. Cô Đinh Hương tặng cho 25 triệu để trả nợ. Nhưng mà cô Đinh Hương tại sao bảo anh không đưa tiền? Vì đưa tiền biết đâu lại chưa trả nợ. Anh Thà sẽ đi hỏi chỗ vay nặng lãi kia. Ok, người ta đồng ý được, đến thì chúng ta sẽ trả nợ và anh sẽ cầm tiền vào và sẽ phải ghi hình lên cho cô Đinh Hương biết để đã thanh toán tiền hay không. Nhớ đâu đưa cho anh Thà lại không đưa trả nợ thì sao? Yeah, muốn trả nợ, muốn là giúp cho gia đình trả nợ hết cái số nợ ấy đi. Tiền gạt tiết tua mà cái như cái phí hu. Chứ không phải là để nói không. Ô chỉ thẻ. Người ta hứa, người hứa với mình rồi. Đấy. Chỉ dùng cái phí tụ chuyên tiền là thế ô nè. Chứ không anh cầm 25 triệu đi bảo là đưa cho anh Thà rồi mà không quay phim thì mai kia anh Thà mang đi tiêu chỗ khác chết ngay. Để cho là đây là cô Đinh Hương là cô muốn trả nợ cho anh Thà, gia đình anh Thà. Để sau này đây này, còn cái nhà này anh nói thật đây này, còn rột nát hết đây này mọi người xem đây. Siêu siêu vẹo vẹo hết rồi, nhà nó không ra nhà rồi. Bây giờ để xây nhà bà con đây còn phải bán hết trâu, bán hết lợn, bò, dê đi để xây nhà. Mà nhà anh Thà còn đang còn nợ như này, đi làm mãi vẫn chưa trả hết nợ. Nhà các cô chú muốn là cô Đinh Hương muốn là người đầu tiên đứng ra giúp gia đình anh Thà là đang hiện tại là có 25 triệu. Thì như cô chú thấy là cái khoản nợ của gia đình anh Thà là còn hơn 66 triệu. Thì em Tuyên cũng đang cố gắng tìm các mọi cách là để giải quyết những cái món nợ nào có lãi trước. Đấy bây giờ chỗ 46 triệu kia người ta đồng ý. Cố gắng anh Thà giảm được bao nhiêu thì giảm. Giảm được càng nhiều càng tốt. Để gia đình mình không phải mắc nợ nữa. Và khóa sổ đi. Khóa sổ không lãi nữa. Em hiểu không? Khóa sổ đi. Chứ để suốt ngày để đấy thì lãi muôn đời lãi. Thì bây giờ anh Thà lại không đi vay ở ngân hàng được. Không đi vay ở cái gói kia được. Nó không vay được. Đâu. Đấy, thế thì anh Thà đội xá còn vay được. Nhưng anh không đang hiểu tại sao anh Thà không vay được. Bây giờ cận Tết rồi không làm được sổ sách mà. Đến Tết rồi. Đấy, mà bây giờ sang năm bây giờ bọn em phải có chính sách gì mới vay được cơ. Anh không hiểu nữa cơ. Anh không ở đây thì anh không thể hiểu được. Nên là bây giờ thì anh Thà sẽ phải tìm mọi cách. Đi nói với bên chủ lãi kia. Mình cố gắng dùng tình cảm đi. Và bây giờ thì thôi xin bớt lãi cho tôi. Tôi chỉ có trước mắt này gần Tết rồi. Tôi không có tiền ăn Tết rồi. Tôi được các cô chú, không gọi là các cô chú ủng hộ mà. Bây giờ tôi đi vay mượn về. Tôi trả cho bạn 25 triệu này. Và còn 4, ví dụ vay được xuống 40 triệu thì tôi còn 15 triệu. Hoặc là bây giờ họ không đồng ý thì phải chấp nhận và còn 20 triệu nữa. Đúng không? 25 là 45. Thì 46 thì xin xuống 45 đi hoặc là 44 đi. Xin được bao nhiêu càng tốt. Nhưng mà bây giờ còn gần hơn 20 triệu nữa. Để trả lãi thì xin anh là không lãi nữa. Để tôi còn đi làm thuê, tôi còn trả nợ cho anh. Hoặc tôi đi vay ngân hàng, tôi trả nợ cho anh. Chứ bây giờ mà lãi nữa thì tôi không trả được. Đấy, người ta đồng ý thì
thầy với xá ở đây thì anh thà báo với thầy với xá thì anh sẽ rút tiền vào và sẽ cầm tiền vào cùng nhau ba mặt một lời và trả nợ cho bên chủ lãi và sẽ không có lãi nữa. Vì các cô chú muốn là để cho gia đình anh Thà thoát đi cái lãi này đi. Chứ cứ lãi như này thì muôn đời lãi thôi. Bây giờ thì anh không biết anh Thà làm sổ sách đi vay ngân hàng như nào. Nhưng mà không được. Mà anh thì anh không thể bên nhà nước anh không biết được. Vì bên xã bên siếc người ta còn giấu má mà người ta mới đồng ý cho vay cơ. Anh thì anh không có quyền hạn gì cả. Bây giờ anh chỉ giúp ghi hình lên và đây là cô Đinh Hương là người đầu tiên. Cô đang giúp gia đình anh Thà để thoát đi cái nghèo đói này. Và thoát đi cái chỗ vay nặng lãi này. Nên là hy vọng là qua những cái thước phim và những cái sự chia sẻ của gia đình đấy. Rất là khó khăn rồi. Đất cũng không có dám bán vì bán đi là chết đói luôn. Thì bây giờ cô Đinh Hương cô đã giúp được như vậy. Thì em tin hy vọng là có thể các cô chú thêm một ly, một like. Mỗi người thêm một bữa ăn sáng. Mỗi người bớt đi một tô phở. Bớt đi một cái bánh mì. Hoặc bớt đi một ly cà phê. Hoặc bớt đi một bữa nhậu. Để giúp cho gia đình nghèo anh Thà đây. Trả đi cái số nợ này. Thì em Tuyên cũng đang cố gắng là hy vọng là gia đình anh Thà sẽ nói chuyện bên chủ lãi kia. Là người ta khóa sổ vào. Chứ cứ mãi mãi như thế thì không bao giờ hết được. Bây giờ cô đi Hương một mình cô cũng bảo rồi. Ngày cận kề Tết rồi mà cô phải đi làm nhá. Anh nói thật với thề với xá nhá. Tất cả các cô chú ở bên nước ngoài. Các cô chú đều phải đi làm. Là heo. Chả ai là không đi làm cả. Đúng rồi. Các cô chú phải đi làm thì mới có tiền. Chứ không phải là ngồi nhà không. Được người khác ủng hộ mang tiền đến nhà cho để đi tiêu đâu nhá. Anh xin nói với em như thế. Không phải các cô chú có nhiều tiền. Không phải nhiều tiền đâu. Các cô chú cũng đang rất là vất vả đi làm từng ngày một. Đồng tiền các cô chú kiếm ra rất là khó. Chứ không phải là ngồi dễ dàng như chúng ta. Đúng rồi. Đôi khi bọn em ốm đau được các cô chú thương, các chú tặng cho 1-200 nghìn, 1-2 triệu. Nhưng mà các cô chú phải đang bớt đi một ly cà phê, bớt đi một bữa ăn sáng các cô chú. Các cô chú phải nhịn đi. Thì các chú mới không có tiền. Đúng rồi. Ăn sáng đấy thì không có tiền mua quần áo đấy thì mới có tiền gửi cho bọn em. Đúng rồi. Nhá. Không phải là các cô chú là nhà sản xuất ra tiền đâu, in ra tiền đâu. Anh nói luôn đấy, để cho bọn em hiểu nhá. Các cô chú thương quá thì các cô chú tiết kiệm đi một tí để các cô chú bình thường các cô chú ăn 5 bát phở. Thì ngày hôm nay các cô chú ăn chỉ 4 bát phở thôi. Còn một bát tặng cho bọn em. Và đấy thì bọn em phải hiểu, anh nói để bọn em hiểu chứ không phải lúc nào cứ ngồi đợi các cô chú nhiều tiền lắm, các cô chú cho không bao giờ có nhá. Nói luôn với xá với thề đấy. Các cô chú cũng như mình thôi, có chân có tay đi làm về, nhưng thương mình quá thì cho mình một chút thôi. Chứ mình đừng có ỷ lại nữa. Nên là bây giờ anh cũng chỉ muốn anh Thà phải cố gắng đi hỏi bên đằng lại kia. Người ta đồng ý khóa thì thề với xá báo anh vào để cùng nhau làm chuyện để giải quyết cái số lãi này đi. Giải quyết cái lợi đi. Anh Thà cố gắng. Đấy, anh Thà đã có 25 triệu nhá. Đường 25 triệu, được 30 triệu thì còn mười mấy triệu thì mười triệu người thôi thì 15 triệu thì nó không đủ lấy thì không có tiền trả. Không trả được nữa, chịu ấy, đúng không? Chịu luôn. Đấy, hết sức rồi. Mấy năm rồi mà cũng trả được, bây giờ trả được như thế rồi hết sức rồi. Vâng. Đấy thì bảo anh Thà đi cố gắng nói chuyện với người ta, cố gắng dùng tình cảm mà nói chuyện với người ta. Còn bây giờ thì anh Thà đã có 25 triệu rồi nhá. Vâng. Có 25 triệu của cô Đinh Hương. Bao giờ được thì anh mới đưa tiền, chứ không có đưa tiền cho gia đình. Cô Đinh Hương bảo rồi. Nếu cho một chơi thì tàu mà tiêm một tia chỉ tàu mà nếu chỉ một tia thôi ta. Tàu này nghèo chỉ cho bán là gì? Muốn giúp cho gia đình thôi, nhưng bây giờ gia đình mà không cố gắng thì cũng khó lắm. Thế em bảo với gia đình nhá, để hai vợ chồng cố gắng đi nói chuyện với người ta để cho người ta bớt đi. Đấy xong rồi để ok cái để anh rút tiền thanh toán trước Tết đi. Chứ để lâu lại qua Tết xong lại nó lại thêm lại chết đòn. Chứ anh không cầm tiền đâu. Gia đình mà không ấy được là cô Đinh Hương có thể
gửi tặng cho người khác đấy. Tao tua cá ở dùng hãy béo nhưng cần tua cá nếu có cây vía có chính chứ không á, không người ta cứ để lãi này khổ gia đình mình đấy. Có một hai kia ly nữa. Chỉ ở trên nếu chỉ phú cây vía rồi chỉ phú cây vía sẽ chỉ ăn được chính tiền chính ăn tết thôi nếu hai kia ly nữa. Vì bây giờ đưa tiền chứ đưa tiền cho anh Thà, chẳng may các cô chú bảo là lừa dối không nợ hay sao, tiêu sao, thì lúc đấy lại tiền của cô đi hương điêu à, không được. Đưa đến nơi, đưa đến tận chỗ nhá. Sai phải không? Các cô chú bảo là phải có hình ảnh. Cái gì thế thôi, anh phải có hình ảnh thông báo cho cô chú chứ. Không phải nói dối vớ vẩn được. Nhá. Thì anh Thà cố gắng nhá. Chứ không thì mãi mãi cứ nợ này khổ lắm. Đúng ạ. Còn ông thề ông xá vay lãi tôi, mai tôi tính lãi vào đấy. Mai lên 15-20 triệu vào đấy. Chứ không phải đùa đâu. Đấy. Thì chứ cái đấy cứ 1 triệu là một ngày 10.000 thôi. À. Đấy, mấy ông là cứ ngày mất 100.000 cho tôi rồi. Đúng rồi. Đấy, mai kia tôi đòi nợ hết hai ông ấy. Lên 2-3-4 triệu luôn. Vay bây giờ vay quá thì hàm mấy 6 triệu. Đừng có cái gì thì cái. Bà con bây giờ bỏ ngay cái tính vay nặng lãi đi. Vay lãi bọn em chết ngay, bọn em làm gì có tiền mà vay trả được lãi được. Lãi ngân hàng kia cả chục triệu tháng người ta chỉ có 100-200.000. Còn đỡ. Đây vay có vài triệu mà lãi hẳn mấy triệu rồi. Chết làm sao mà trả được. Nhá. Anh Thà nhá. Anh Thà vẫn đi ở nhà cố gắng nhá. Bây giờ là có nền cầu chi trọ rồi, cố gắng đi nói chuyện với người ta để trả tiền cho hết tà lãi đi. Hai là hai. Hai mươi bảy rồi, chị vô sát tôi trả chết cái rồi, tôi cái vì gì này rồi chị. Chỉ cho cái vì gì mà chị tôi chỉ mốt xe đấy. Cảm ơn cô Đinh Hương rất là nhiều. Đây thì em Tuyên sẽ quay lại một lần nữa cái ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà rất là siêu siêu vẹo vẹo, một ngôi nhà đây các cô chú xem này. Đây thì nó sẽ màn hình nó sẽ không được đẹp cho lắm đây mọi người vì nó hơi tối. Đây nhá. À, đây các cô chú nhá, đây. Ngôi nhà thì đây rất là bé hẹp. Những cái tủ này là các cô chú tặng này, những cái ván này đời trước các cô chú cũng tặng cho này, cái giường trong là các cô chú tặng cho này. Cái đèn năng lượng cũng là các cô chú tặng cho này. Không có gia đình không có một cái gì ngoài những cái ghế này thôi. Đồ nhau quá. Đồ này toàn đồ linh tinh vì nhà mình không có mình cứ để vào ấy. À. Đấy. Cô chú này, đây xem này nó sậm xa sậm xệ đây. Xá còn đang ra đây cô chú này. Không có cái gì, này, cái cửa này. Hỏng rồi. Đến cái cửa xá còn đang nhấc lên, nó buộc vào cái dây thôi. Đó, thì một ngôi nhà rất là khó. Thì em Tuyên hy vọng là cô Đinh Hương đã giúp được 25 triệu cho gia đình ấy. Thì hy vọng là có thể được các cô chú hỗ trợ thêm cho, để trả nợ cho gia đình. Đây này. Thực sự là mình cũng không biết thế nào, cũng hy vọng là có những cái... những sự hỗ trợ đầu tiên rồi thì hy vọng có thêm những sự hỗ trợ của cô chú nữa để giải quyết cái món nợ này cho gia đình đi. Nợ xong trả xong thì mới tính đến được làm nhà chứ còn gia đình anh Thà này bây giờ nợ còn chưa trả xong thì làm sao dám nghĩ đến xây nhà được. Chăn chiếu ở đây các cô chú nhá. Em xin nói luôn này, chăn chiếu này toàn là các cô chú Mạnh Thường Quân tặng hết, không có gia đình nào mua cả. Gia đình đây không mua được. Và đây đúng không? Cái chăn này là chăn năm ngoái của đoàn của thầy chùa Nghiêm Phúc tặng này. Đúng rồi. Anh biết anh nhớ chứ. Anh dẫn đoàn đến, tại sao anh không nhớ? Nhớ mà. Những cái chăn này này, cái chăn này là mua ở trên này là 450 này. Bà. Cái chăn này rất là chăn lông cừu nó rất là ấm này. Mà đây bà con làm gì có tiền mua. Đây là tiền tuần quần chăn chiếu cô chú tặng cho. Và trong này là một em cò ngủ ở trong này cho cô chú nhé. Đó. Không có chỗ ngủ rồi, nhà bé tí rồi. Lụp xụp bên này. Nói chung là đây, anh Thà vừa mới đi sửa xong toàn những cây que này thôi. Mọi người nhìn thì nó khác gì là cái lều chứ không phải là cái ngôi nhà nữa cơ. Đúng không? Dạ. Giống nhà thề ngày trước với nhà xá nó gọi là cái lều chứ làm gì phải ngôi nhà. Đúng ạ. Nên là hy vọng là các cô chú hãy thương với gia đình anh Thà đây thì cố gắng giúp đỡ cho gia đình. Đây, vợ thì cũng ốm yếu đây mọi người. Đấy. Vừa nói cái không biết là biết nghe tiếng kinh không nói phải ốm yếu ho luôn đấy. Dạ. Đây, mọi người xem căn nhà đây. Thì sự trợ giúp của cô Đinh Hương rất là may mắn. Rất là hy vọng là có thể giúp đỡ cho gia đình thoát khỏi cái vay nặng lãi này. À. Thì mai kia gia đình sẽ hỏi bên chỗ chủ nợ kia rồi em Tuyên sẽ giải quyết cái vấn đề cho nó dứt điểm đi. Thì khó lắm. 66 triệu này. Để như một gia đình thì như kiểu nhà xá với nhà thề đây là 66 triệu xây được nhà đấy. Đùa đó. Không phải được nhưng mà có nghĩa là mình phải vay thêm. Vay thêm. Hiểu không? Bù vào. Bù vào. Ừ. Thế thôi nhá anh Thà nhá. Ở lại thì tối nay nói chuyện đi nhá. Thề bảo với hộ anh nhá. Nói chuyện đi để xong rồi thông báo cho anh nhá.
đây cho ông một hai tù chú 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 xá ra ngó nghiêng nhà mua. Đây em Tuyên ra đây quay lại cho các chú xem này. Cái ngôi nhà của chủ nhà anh Thà đây. Ngôi nhà này gọi là ngôi nhà nghèo nhất thôn đấy nhỉ? Đúng à? Nghèo nhất luôn. Nhà này nghèo nhất thôn. Đây, các cô chú xem đấy. Không có một cái gì cả. Nên là hy vọng là có những cái sự trợ giúp của cô Đình Hương rồi thì còn thêm những sự trợ giúp của các cô chú khác nữa để giúp cho gia đình thoát cái nợ ấy đi, giải quyết cái nợ ấy đi. Thì bắt đầu gia đình mới có tiền đi làm thuê mà tính đến cái việc xây nhà được. Đúng. Chưa trả hết nợ thì đi làm bao nhiêu, trả nợ người ta bấy nhiêu thì cũng chả bao giờ xây được cái nhà này đâu. Đấy. Hy vọng là như vậy. Và ở đây thì em Tuyên xin thông báo luôn một món quà của Đình Hương là như sau các cô chú nhé. Vâng các cô chú ạ. Thì vừa rồi thì em Tuyên vào với gia đình nhà anh Thà để thông báo cho gia đình Thà một cái tin vui. Một cái tin vui rất là lớn đúng không? To. 25 triệu một số tiền không hề nhỏ. To. Thì đây cô Đình Hương có gửi cho em Tuyên là 1.200 USD, tương đương với 30 triệu đồng. Thì 30 triệu đồng này thì cô Đình Hương là tặng cho gia đình Thà này 25 triệu để trả nợ. Đúng rồi. Và còn 5 triệu thì 2 triệu rưỡi là 100 USD thì cô Đình Hương tặng cho gia đình 7 mẹ con ở bên bờ sông. Để có thể giúp cho gia đình 7 mẹ con có thể dựng một ngôi nhà sớm nhất. Xá với thầy đi đấy, ngôi nhà cũng như nhà này thôi. Bà. Mà cũng gia đình không có đàn ông, không đi làm thuê được, không có biết kiếm tiền đâu rồi. Đúng rồi. Mà còn đang phải bồng một người con nhỏ nữa. Bà. Đó thì cô Đình Hương là tặng cho gia đình 7 mẹ con 2 triệu rưỡi để cố gắng là sang năm mới nếu mà xây được nhà thì tốt. Đúng rồi. Hoặc giúp cho gia đình có một cái bước đệm hơn. Bà. Và còn 2 triệu rưỡi nữa thì cô Đình Hương có tặng cho cu cò nhà em Tuyên để lì xì cho cháu sang cái năm mới một mau ăn trong lớn, sức khỏe và cũng mua bỉm sữa. Bà. Thì anh xin nói với thầy với xá ở đây luôn là như vậy. Thì cũng một lần nữa thì cho phép em Tuyên là chủ kênh của YouTube Trời Hà Giang, cũng là một cầu nối nhỏ nhỏ để đang đi kết nối những hoàn cảnh thực sự khó khăn được cần sự giúp đỡ cô chú. Thì ngày hôm nay thì gia đình anh Thà rất là vui khi thấy 25 triệu là anh Thà với vợ là cũng rồi, đi làm đường Nam Thả thì không có. Nó trả tiền thì trả không được lấy thì nó là không được 25 triệu. Đấy. 5, 6 tháng. Bị người nó, có người nó làm được không tốt kê. Thì nó trụ dạ tiền thì nó dạ không được thì 1 tháng 3 triệu, 4 triệu thì không được 25 triệu. Thì nói chung là hôm nay là gia đình Thà nghe thấy cái số tiền 25 triệu là cũng vui rồi. Vui quá. Thấy là cũng rất là vui, cũng đang rất là sốt ruột, cũng muốn là đi tìm ngay chủ nợ để giải quyết cái vấn đề đấy đấy. Đúng rồi. Nên là anh chỉ muốn là bọn em là khóa cái sổ vào thôi chứ cứ để lãi như thế còn lâu mới đủ trả nợ. Đúng. Đấy. Thì còn cho em Tuyên thì cũng thay mặt gọi là bố cô cò, cảm ơn cô Đình Hương đã có một cái phần quà lì xì rất là lớn. Em Tuyên nghĩ đây một cái phong bao lì xì rất là lớn cho cô cò nhà em Tuyên, thì em Tuyên rất là cảm ơn cháu cò, xin cảm ơn bà. Đấy. Cũng xin chúc bà, chúc các cô, các chú, anh chị chuẩn bị có một cái Tết 2024 đây. Thì xin gửi một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và có một năm mới thật là phát tài, phát lộc và gặp mọi sự như ý nhé. Em Tuyên cũng xin chúc tất cả mọi người trên kênh và khán giả xem kênh thì chuẩn bị đón một cái Tết thật to nhé. Còn cảm ơn tất cả cô chú đã luôn luôn theo dõi kênh của Tuyên Hà Giang. Và hy vọng qua những thức phim và qua những sự chia sẻ, sự khó khăn của gia đình thì hy vọng là các cô chú có thể bớt thêm một chút duyên cho gia đình anh Thà để giúp gia đình anh Thà, cùng sự chung tay giúp sức của cô Đình Hương để trả nợ cho gia đình anh Thà, bớt đi một cái khoản nợ, nó là một cái tảng đá luôn đi theo gia đình anh Thà từ trước đến giờ, từ khi lấy vợ cho con đến giờ. Hy vọng là các cô chú có thể giúp đỡ gia đình để cùng gia đình anh Thà trả nợ nhé. Còn bây giờ có lẽ là em Tuyên cũng có suy nghĩ được tạm dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Hẹn tất cả các cô chú, anh chị ở những video theo. Em Tuyên, xin chào.